gì vậy? Ai thằng ba hả? Con thằng ba hả? Ghê vậy? Gì đấy? Quẹ thứ hai hả? Ai giật luôn hả? Xả. Giờ tôi xả. Con thằng nó tổ lâu. Sammy, thì cái giỡn hả? Con gái, thằng ngoài trẻ ba mà. Nhưng mà bác sĩ đâu có nói gì đâu hả? Nói gì nói gì? Ủa nói gì nói gì? Thay vì bằng sớm thiệt đó hả? Thiệt đó hả? Có bằng thiệt đó hả? Thiệt cái giỡn vậy? Ủa đứa tình trạng hẹn vậy? Ok, đúng rồi đó. Đừng khóc, đừng khóc. Ok.